Xin chào quý vị các bạn. Dung Audi ô tô cũ Hải Dương. Số điện thoại 0855 966 966. Ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc Mazda 2 sản xuất năm 2016 vừa về tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương. Chiếc xe này là chiếc Mazda 2 sản xuất năm 2016, màu đỏ đun, bản sedan 2 đầu, vừa được về tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương. Chiếc xe này thì hiện nay mình đang chào bán với giá là 465 triệu đồng cho một chiếc Mazda 2 sản xuất năm 2016, bản sedan 2 đầu, xe màu đỏ đun, gốc biển Sài Gòn, đã rút hồ sơ cầm tay, tư nhân chính chủ Sài Gòn đã rút hồ sơ cầm tay. Chiếc xe này quý vị nào mà mua về Hà Nội thì sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Tức là xe này nó là gốc Hà Nội với Sài Gòn, thì trước đây chủ cũ người ta đóng 20 triệu tiền biển rồi, thì quý vị sẽ không mất 20 triệu tiền biển nữa. Cho nên là rất có lợi cho quý vị mà hộ khẩu Hà Nội, mua chiếc xe này về thì không mất 20 triệu tiền biển. Đấy là cái ưu điểm của chiếc xe này về cái tài chính. Còn về mặt kỹ thuật cũng như là về mặt thẩm mỹ thì chiếc xe này quý vị có thể nhìn thấy đây, một chiếc Mazda 2 sản xuất năm 2016, form dáng rất đẹp, giá cả rất tuyệt vời luôn. Tuyệt vời ở chỗ là sao? Giá dáng đẹp, giá rẻ. So với cả Mazda 3 thì nó phải rẻ lên cả 100 triệu, đúng không ạ? Thì dĩ nhiên là khi mua mới nó cũng rẻ hơn. Chiếc xe này thì được trang bị 4 la răng phay. Xe được trang bị 4 la răng phay và phanh ABS đầy đủ. Phanh ABS, 4 la răng phay, phanh ABS, xi nhan trên gương. Đấy. Xe màu đỏ đun, màu đỏ mận chín. Hồ sơ cầm tay rồi, vào tên trong vòng một nốt nhạc thôi. Chiếc xe này thì hiện nay mình đang chào bán với giá là 465 triệu đồng. Sản xuất năm 2016, Mazda 2, quý vị có thể nhìn thấy đây ạ. Về mặt nội thất thì xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím, đề sát tốp, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử và có khởi động thông minh. Là cái dòng Mazda thì có cái nút đề khởi động thông minh nữa, iStop. Đấy. Rồi điều hòa tự động, màn hình DVD, camera lùi đầy đủ. Chiếc xe này thì hiện nay mình đang chào bán với giá là 465 triệu đồng quý vị nhé. Chiếc xe này thì đã được trang bị động cơ eco rồi cho nên là đi rất tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ eco rất tiết kiệm nhiên liệu. Đây là đây tablo của nó, có cái phủ tablo rồi, tablo rất đẹp luôn quý vị nhìn thấy chưa? Tablo rất đẹp nhé. Vô lăng cần số đẹp, vô lăng đây. Cần số rất đẹp luôn. Tablo đẹp. Thế bây giờ về quý vị hãy cùng với mình. Đây ạ, Mazda 2 sản xuất năm 2016. Quý vị hãy cùng với mình kiểm tra về phần keo chỉ của chiếc xe này. Thì về phần chỉ của chiếc xe thì quý vị nhìn thấy đây ạ, chỉ còn nguyên nhá. Xe vừa về chưa dọn dẹp gì. Đây là chủ trước người ta có dán một cái lớp ni lông đen. Dán một cái lớp ni lông đen ở đây. Cho nên là cái ni lông này nó có tràn vào đây thì nó che cái phần chỉ này. Đây ạ. Nhưng mà là chỉ còn nguyên nha quý vị nhé, nó che cái phần chỉ nhưng mình vạch cái ra vẫn chỉ còn nguyên nhá. Chỉ còn nguyên si luôn. Đấy. Không mất phần chỉ nào đâu quý vị nhé, không mất phần chỉ nào luôn ạ. Chỉ còn nguyên đấy là còn chỉ cánh sau bên phụ đây. Chỉ cánh sau bên phụ thì chỉ cũng còn nguyên. Chỉ cũng còn nguyên nhưng mà là họ dán một cái lớp cao su chống ồn vào đây. Đây. Chỉ nguyên nhá quý vị nhé, đây là cái keo. Đây là lớp keo đây, mình cũng tả rõ cho quý vị. Đây là cái lớp keo đây, mình đang cậy cái lớp keo ra đây đấy. Đây là trước đây họ dán một cái lớp cao su chống ồn. Dán một lớp cao su chống ồn vào đây. Và bây giờ cái cao su đấy mình vừa giật ra, nó về nó cứ ấy thì mình vừa giật ra xong. Đấy quý vị nhìn thấy chưa? Chỉ còn nguyên nhá. Đây là cái lớp keo. Lớp keo của cái cao su chống ồn nó dán vào đây, mình sẽ cho vệ sinh sạch sẽ. Và thích thì mình lại dán cao su chống ồn lên. Đấy, mình thích thì mình lại dán cao su chống ồn lên. Đấy, tức là chỉ còn nguyên nhá quý vị nhá. Chỉ còn nguyên hết, chứ các quý vị đừng nhìn em nhem bảo là mất chỉ, không phải nhá. Đây là cái lớp keo ạ. Cái lớp keo của cái cao su chống ồn. Đây cao su chống ồn như nào. Đây cái cao su chống ồn là đây. Như cái cánh bên đằng sau bên lái đây, họ dán một cái cao su chống ồn như này. Đây, chủ cũ người ta dán một cái cao su chống ồn này. Chỉ thì vẫn còn nguyên nhá quý vị nhá, chỉ thì vẫn còn nguyên và dán cái cao su chống ồn lên. Cho nên bên kia thì mình vừa giật ra rồi.
Còn bên này thì đây quý vị đây, nó dán lên nó sẽ như thế này. Bên kia thì giật ra rồi, bên này chỉ vẫn còn nguyên nhé, không mất phân chỉ nào. Đấy, đây bên ghế trước, bên lái thì đây cũng là cái đây, quý vị nhìn thấy chỉ còn nguyên nhé, chỉ còn nguyên, không mất phân chỉ nào, cam kết không mất phân chỉ nào. Đấy, về phần nội thất thì đây ghế da rất đẹp luôn, ghế da rất đẹp luôn, quý vị nhìn thấy ạ. Nội thất màu đen, thân vỏ thì màu đỏ đun. Bây giờ quý vị hãy cùng mình kiểm tra về phần đầu. À, mình chưa kiểm tra phần đuôi xe, tí nữa quý vị hãy cùng mình kiểm tra phần đuôi xe đúng không? Đây ạ, về phần bên má nhé quý vị nhé. Ốc cabo chưa mở quý vị nhé, ốc cabo còn nguyên chưa mở nhé, chưa mở ốc cabo. Về phần bên má ụ giảm sóc các thứ còn nguyên si hết quý vị nhé, còn nguyên si rất đẹp luôn. Đây ạ, chỉ có vết bụi của thời gian thôi, ốc cabo chưa mở đâu. Đây, rồi về phần máy thì máy là cái ốc máy nào chưa mở quý vị nhé, nguyên vết bụi của thời gian, quý vị có thể nhìn thấy nguyên, nguyên vết bụi của thời gian luôn, máy móc khô ráo sạch sẽ, không có vết dầu mỡ gì cả, và xe còn nguyên vết bụi của thời gian. Chiếc xe này thì hiện nay mình đang chào bán với giá là 465 triệu đồng, 465 triệu đồng ạ. Đấy, về cái khoang máy đấy rất sạch sẽ, ốc máy máy chưa mở nhá, chưa hạ máy nhá, chưa tháo máy. Đây ốc hộp số quý vị nhìn, ốc ở dưới này sẽ hơi khó nhìn một chút, nhưng quý vị nào mà có cái ấy thì sẽ nhìn thấy đây vách máy đây ạ, chưa mở. Đấy, bây giờ quý vị xem về cùng với mình kiểm tra phần cốp. Phần cốp mình vừa bỏ qua thì đây ạ, phần cốp thì còn nguyên quý vị nhé. Đây cái chỉ cốp và cái cốp này họ cũng dán một lớp chống ồn, nó có cái keo đây, còn chỉ thì còn nguyên. Còn đây cái lớp keo mình sẽ cho vệ sinh cái lớp keo này đi. Xe vừa về nhà mình chưa kịp vệ sinh, chưa vệ sinh vệ sức gì cả. Đây có một cái lớp keo chống ồn, chứ còn chỉ thì còn nguyên quý vị nhé. Đây chỉ còn nguyên hết, chỉ còn nguyên hết ạ, chỉ còn nguyên. Đây còn cái lớp keo này, lớp keo họ dán cái cao su chống ồn vào. Đây thì bây giờ mình giật ra rồi, đây còn đinh tán còn nguyên, đây đinh tán còn nguyên đây. Đây về phần cốp đít thì đây quý vị nhìn nhé, về phần đây, về phần quý vị nhìn thấy chưa, còn nguyên si nhá, không móp méo ở chỗ nào cả, không đâm va móp méo gì cả, xe không tai nạn, không ngập nước quý vị nhé. Chiếc xe này hiện nay mình đang chào bán với giá là 465 triệu đồng tại Dung Audi ô tô của Hải Dương. Quý vị xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Dung Audi để tránh qua trung gian cò kéo, số điện thoại 0855 966 966. Và quý vị nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm vào nút đỏ đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh, quý vị hãy bấm vào quả chuông thì để nhận được thông báo mỗi lần mình livestream báo giá trực tiếp, cũng như là mỗi lần mình up một video chi tiết về mỗi chiếc xe. Mình xin nhắc lại, đây là chiếc đây là chiếc Mazda 2 sản xuất năm 2016, xe màu đỏ đun, nội thất màu đen, keo chỉ zin không lỗi gì. Máy nguyên. Được trang bị động cơ eco, gương kính chỉnh điện cục điện, vô lăng tích hợp bàn phím để start top, màn hình camera lùi đầy đủ. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 465 triệu đồng tại Dung Audi ô tô của Hải Dương, số điện thoại 0855 966 966 ạ. Ngày hôm nay trời mưa và xe thì rất là, đây quý vị có thể nhìn thấy đây, xe nhà mình hôm nay là đậu kín luôn, không có lối ra luôn. Bây giờ muốn ra một chiếc xe, bây giờ muốn một chạy thử một chiếc xe là phải di chuyển khoảng độ tầm 5-7 chiếc xe thì mới ra được. Thì quý vị thông cảm, ngày hôm nay mình sẽ không chạy thử xe. Quý vị còn nhà còn rất nhiều xe bán tải, cũng còn rất nhiều Innova, còn nói chung là còn rất nhiều các loại xe cho quý vị lựa chọn. Thì quý vị nào cần xe gì ngoài chiếc xe Mazda 2 này thì hãy vui lòng liên hệ trực tiếp qua Dũng Audi, số điện thoại 0855 966 966 ạ. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo. Bây giờ mình giá tiền chiếc xe này là hiện nay mình đang chào bán với 465 triệu đồng quý vị nhé, 465 triệu ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.